Em mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc. Hôm nay Heo chia sẻ một cách làm mới cho món bánh ướt cuốn cực kỳ ngon mà lại tốt cho sức khỏe nữa. Đó là mình kết hợp với chuối chín, nhân dừa, đậu phộng, ăn rất là mềm, dai và thơm béo. Cách làm thì rất là dễ luôn. Và đây là tất cả nguyên liệu của Heo. Giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh với Heo nha. Heo có chuẩn bị, đây là 200g dừa rám. Heo đã nạo thật là nhuyễn rồi. Bây giờ thì Heo sẽ cho vào chảo. Xong rồi thì Heo sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối và 50g đường cát. Mình dùng cái dừa rám mềm á thì mình ăn nó sẽ ngon, nó sẽ béo hơn, nó không có bị cứng. Rồi bây giờ thì Heo sẽ trộn đều dừa, muối và đường cho nó hòa lẫn lại với nhau. Xong rồi thì Heo sẽ để đây cho tan đường. Tiếp tục, Heo có chuẩn bị đây là 1/3 muỗng cà phê bột nghệ. Bây giờ thì Heo sẽ cho nước lọc vào. Xong rồi mình hòa tan cho bột nghệ nó tan ra. Làm cách này á để giảm bớt cái mùi hăng của bột nghệ. Xong rồi Heo sẽ đi lọc chuối. Chuối thì Heo đã rửa thật là sạch rồi. Bây giờ thì Heo sẽ lột hết vỏ ra. Và khi làm bánh này á, mình sẽ lựa những trái chuối chín mềm, nó sẽ ngọt hơn. Chuối càng mùi á, thì nó càng ngon nha. Nhưng hôm nay Heo không mua được chuối chín mùi, cho nên á, Heo mua được cái chuối á, nó chín mềm tới như vậy nè. Rồi bây giờ thì Heo sẽ cắt ra thành từng cái lát mỏng. Và trái chuối có những cái sợi chỉ á, mình sẽ lấy ra hết luôn để tránh chuối bị chát. Nay Heo chuẩn bị 4 trái chuối, Heo lột xong Heo cân được 300g. Và chuối thì Heo đã lột cắt ra hết rồi. Bây giờ Heo sẽ cho vào cái máy xay sinh tố nha. Cả nhà mình không có máy xay á, mình cho vào bọc, mình bóp cho thật là nhuyễn cũng được nữa. Chuối cho vào xong hết rồi, Heo cũng cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối và 50g đường cát. Phần nước bột nghệ lúc nãy Heo cũng cho vào hết luôn. Còn đây là nước cốt dừa, Heo có chuẩn bị 500g. Bây giờ Heo sẽ cho vào đây 200g. Xong rồi Heo sẽ đi xay chuối ra cho thật là nhuyễn. Chuối Heo đã xay nhuyễn rồi. Bây giờ thì Heo sẽ cho hết cái phần chuối vừa xay ra thao. Mình cho bột nghệ vào á, cái màu chuối nó lên rất là đẹp luôn. Và bột nghệ thì ăn lại tốt cho dạ dày nữa. Và Heo có chuẩn bị 50g bột năng. Nửa chén như vậy là 50g nè. Và cái muỗng ăn canh là 10g, Heo sẽ lượng 5 muỗng là 50g nha. 4, phần còn lại trong chén là 1 muỗng nè. Đó, nếu mình không có cân thì mình cứ lượng bằng muỗng canh hoặc là chén ăn cơm như vậy là được rồi, dễ lắm. Giờ đây là 200g bột bánh cuốn, Heo cho vào hết luôn. 200g thì mình sẽ lượng 2 chén ăn cơm nha. Đây là cái loại bánh cuốn Heo dùng nè, bánh này thì dai lắm. Rồi bây giờ thì Heo sẽ trộn đều lên cho bột, chuối nó hòa lại với nhau. Heo trộn một tí xíu thì bột và chuối nó cũng đã sánh kẹo lại như vậy nè. Và cái phần nước cốt dừa lúc nãy mình còn lại á, Heo sẽ cho hết vào trong bột này luôn, cho đủ 500ml. Nếu mà mình có nước cốt dừa đậm đặc á, thì bánh của mình sẽ béo ngon hơn. Còn nếu cả nhà không có nước cốt dừa, mình dùng nước lọc cũng không sao trơn á. Heo cho hết phần nước cốt dừa còn lại luôn. Rồi tiếp tục, Heo sẽ trộn đều. Và cái phần bột hôm nay á, Heo trộn á, nó sẽ không có lỏng nha, nó sẽ sọt sọt lại. Bây giờ thì Heo sẽ dùng cái phối lòng này nè, Heo sẽ khuấy cho bột á, nó dễ tan ra hơn. Heo khuấy một tí xíu thì lúc này bột nó cũng đã sánh sọt lại như vậy rồi nè. Và khi mình dở lên á, bột nó có cái dòng chảy nhẹ như vậy là đạt rồi đó. Và để cho bánh của mình dễ tróc hơn, Heo cho vào bột 2 muỗng canh dầu ăn. 2 muỗng canh này thì tương đương với 20g. Cho dầu vào xong rồi thì tiếp tục Heo sẽ khuấy đều cho dầu nó hòa lẫn hết vào bột. Tùy thuộc vào bột mới hay bột cũ mà lượng nước hút khác nhau, cho nên mình sẽ gia giảm cái lượng nước nha. Miễn sao mình trộn lại mình thấy bột của mình sánh sệt lại như vậy là đạt rồi. Và Heo để bột nghỉ trở lại với dừa. Dừa lúc này cũng đã ngấm đường và tan ra hết rồi. Giờ thì Heo sẽ cho lên bếp và mình sẽ xào ở lửa thật là nhỏ cho đến khi nào mình thấy cái dừa của mình nó trắng và nó trong lại như vậy. Thì lúc này Heo sẽ cho vào đây 50g đậu phộng Heo đã rang chín vàng. Tiếp tục Heo sẽ xào ở lửa thật là nhỏ. Rồi lúc này á, dừa đã ráo lại thì Heo sẽ tắt bếp luôn nha. Và dừa của mình đã được rồi đó, vậy Heo sẽ để nguội. Chuẩn bị Heo đi làm bánh. Đây là cái lá chuối, hôm nay á, Heo sẽ làm bánh trên cái lá chuối nha. Lá chuối này thì Heo đã phơi khô và lau sạch rồi. Và hôm nay á, Heo sẽ dùng mặt bóng để làm bánh. Heo thoa lên mặt bóng này một tí xíu dầu ăn. Mình thoa một lớp mỏng thôi là được rồi. Và thao bột Heo để nghỉ hồi nãy giờ thì nó đã sánh kẹo lại hơn nữa rồi nè.
Bây giờ thì heo sẽ cho lên cái lá chuối này 2 muỗng canh. Xong rồi, heo sẽ lấy cái muỗng, mình sẽ tán mỏng ra. Mình sẽ dàn như vậy nè. Lúc đầu á thì cái miếng lá chuối nó có dầu ăn, cho nên cái phần bột á nó hơi khó dính tí xíu, nhưng mà mình làm một chút á là nó dính đều ha. Rồi mình dàn cho bột nó hơi hơi mỏng như vậy nè là được rồi. Đừng làm mỏng quá bột sẽ rách, và dày quá thì cũng không ngon nữa. Heo đã dàn bột ra xong hết rồi, bây giờ heo đem đi hấp nha. Heo có nấu sẵn á một sửng nước sôi nè. Rồi bây giờ thì heo sẽ cho cái lá chuối mình tráng cái bánh vào. Rồi heo sẽ đậy nắp lại và mình sẽ hấp ở lửa dưới trung bình. Bánh này thì hấp nhanh lắm, tầm khoảng 1 phút là bánh chín hà. Sau 1 phút mở nắp ra thì mình thấy bánh của mình á nó trong lại như vậy là đã chín rồi đó. Bây giờ heo sẽ lấy cái bánh này ra nha. Lấy ra xong rồi tiếp tục á thì heo sẽ cho cái bánh mới vào mình hấp, và cứ thao tác á mình để cái bánh vào rồi mình lấy miếng lá chuối á mình tráng cái bột mới. Và khi lấy bánh ra thì tầm có khoảng 5-7 giây là bánh nó nguội ha. Bánh lúc này nguội rồi nè và dễ tróc lắm luôn. Rồi bây giờ thì heo sẽ cho cái nhân dừa vào nha. Nếu mà mình thích ăn nhân nhiều thì mình cho nhiều, còn thích ăn dừa dừa thì mình cho ít lại. Heo cho nhân dừa xong rồi, bây giờ thì mình sẽ gỡ cái bánh lên. Xong rồi thì mình sẽ ốp lại như vậy nè. Cái bánh nó rất là khô ráo luôn và dễ tróc ra lắm. Ốp hai bên lại như vậy, xong rồi thì heo sẽ cuộn từ trên, ốp lên trên cái nhân. Rồi mình chỉ việc mình lăn nhẹ xuống cho hết cái bánh là được hà. Rồi, heo đã được cái bánh cuốn đầu tiên rồi nè. Cả nhà thấy, nhìn rất là ngon luôn. Cái bánh nó trong mà nó dai lắm luôn á. Lấy bánh ra xong rồi, heo sẽ cho cái bánh lên dĩa. Và mình tiếp tục mình thoa bột lên cái miếng lá chuối của mình nha. Và đây là cái bánh thứ hai heo lấy ra nè. Bây giờ thì heo cũng sẽ cho cái nhân vào, heo sẽ gói thêm một cái nữa. Gỡ cái bột lên. Đó mình làm á, cái bột nó rất là bóng luôn nè. Đặc biệt á là cái bánh của mình nó dai lắm, nó không có bị rách. Rồi tiếp tục á, heo sẽ ốp cái phần đầu ở trên. Rồi heo sẽ cuộn xuống như vậy nè. Đó là heo đã được cái thứ hai rồi. Và cái thứ hai này heo rút kinh nghiệm á là mình tráng cái bột nó ngắn ngắn thôi hà, thì cái bánh của mình sẽ ngon đẹp hơn. Rồi bây giờ heo tiếp tục làm hết bánh luôn nha. Và đây là thành phẩm những cái bánh ướt cuốn heo làm từ chuối nè. Bây giờ thì heo sẽ lấy một cái, heo sẽ bẻ ra cho cả nhà xem nha. Đó, cái bánh rất là dai luôn á. Heo sẽ xé cái bánh ra nè. Dai nhưng mà dai mềm chứ không phải dai nhách nha. Nhân dừa bên trong á thì nó rất là trắng luôn, xen lẫn như những cái đậu phộng vàng vàng rất là ngon luôn. Giờ heo mời cả nhà thưởng thức với heo nha. Bánh á rất là ngon luôn. Vỏ bánh á thì dai mềm và thơm mùi chuối, đặc biệt á là nó không còn cái mùi hăng của bột nghệ nữa. Nhân bên trong dừa thì mềm dẻo và nó béo lắm, ăn xen lẫn với đậu phộng giòn giòn thơm thơm rất là ngon. Trên mặt bánh á thì có những cái mè trắng mè đen nè, làm tăng thêm cái hương vị thơm và giòn cho bánh. Trước giờ mình ăn bánh cuốn á, thì mình chỉ ăn với lại nước cốt dừa thôi hà, hoặc là mình có thể làm thêm với lại lá dứa, lá cẩm để tạo nên màu sắc và hương thơm của lá dứa thì cũng ngon nữa. Nhưng mà hôm nay á, heo cải cách, heo làm cái bánh ướt cuốn này với hương vị của chuối á, thì cho ra một cái hương vị rất là ngon và lạ miệng luôn. Trong chuối có rất là nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của mình luôn. Nếu như mà một ngày mình ăn được 2 trái chuối chín thì sẽ cung cấp rất là nhiều vitamin. Đặc biệt là các bạn nữ, những ngày mà đèn đỏ bạn ăn 2 trái đi thì bạn không có bị đau bụng luôn á. Và khi mà mình làm bánh như chuối này thì mình sẽ giảm được cái lượng đường, vì trong chuối nó đã có cái vị ngọt tự nhiên rồi. Như vậy mình cũng không phải sợ bị tiểu đường nữa. Cách làm thì rất là nhanh và đơn giản luôn. Nếu như mà nhà mình ăn chuối chín không có hết nữa thì mình lấy chuối chín mình làm ra cái món bánh này cho gia đình mình ăn sẽ rất là ngon. Chỉ việc mình lột chuối ra, xong rồi mình trộn với bột, đem đi tráng lên lá chuối rồi hấp là mình đã làm ra cái món bánh cuốn thật là ngon rồi. Nếu mình không thích ăn nhân dừa, mình có thể thay thế bằng nhân đậu cũng được nữa.
Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một cách mới nữa để mà mình tận dụng chuối chín ăn không hết, làm ra một món bánh thật là ngon cho gia đình mình thưởng thức, vừa tốt cho sức khỏe mà lại tiết kiệm nha. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương heo, xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà vui lòng nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà làm thành công và ngon miệng với món bánh cuốn chuối mới lạ này nha.